rất là nhiều nha chú. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Châm Móc TV nha. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn coi hậu trường của team Nhôm Nam Xuân nha các bạn. Thì công ty sếp, thì sếp bên công ty mình đó là có chuẩn bị một số phần quà cho toàn thể cán bộ công nhân viên ở trong công ty Nhôm Nam Xuân á. Thì bây giờ mình sẽ quay hậu trường cho các bạn coi trước nha. Đây, mấy anh em đang xếp gạo nè mấy bạn. Tâm ơi, anh lấy cho bạn rồi lấy cho anh gục này nhé, lấy gì đúc quá. Bây giờ là mình đang xếp gạo trước đúng không? Nếu mà ấy thì mất sâu dày một xíu. Cái bách rô này là hồi bữa là cái gì ta? Tất niên đúng không Vũ? Bữa tất niên xong rồi để lên đây luôn đúng không? Để lên sân khấu này luôn hả? Mặc dù đây là thời điểm năm 2020. Vì nó đẹp quá đúng không? Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Nam Xuân. Rồi giờ còn em thôi nè. Uống đi. Uống vô để lái nè. Anh Tâm Anh đang làm gì vậy? Treo cái băng rôn lên hả? Treo băng rôn lên. Lên phụ vịnh đi quán. Lên phụ căng một bên đó quán. Bây giờ ban giám đốc của Nhôm Nam Xuân đang chụp hình với các anh chị em cán bộ trong công ty nha các bạn. Đây là sếp nam của mình nè, sếp nữ của mình nè. Wow. Sếp sẽ phát gạo cho tất cả các anh chị em công nhân trong công ty nha các bạn. Cảm ơn tấm lòng của cô chú là nhiều nha chú.
Ok. Xe nó ngoài mà. Trời ơi, nổi không đó? 40 kg hả? Ok các bạn, bây giờ chạy xe về văn phòng nha các bạn. Bây giờ nhận gạo xong rồi. Nhận gạo xong rồi, bây giờ đi về văn phòng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại những các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye. Hello. Lãnh gạo chưa? Lãnh gạo chưa?